Quảng Uyên, Cao Bằng đang vào mùa lúa chín. Bên cạnh sắc xanh bát ngát, hùng vĩ của điệp trùng đồi núi là màu vàng rực của lúa nương. Đây là lúc mà tất cả mọi người trong làng, trong bản rủ nhau đi thu hoạch lúa. Trên khắp mọi cánh đồng ở Quảng Uyên đều là khung cảnh cắt lúa, tuốt lúa nhộn nhịp. Dù lao động vất vả, mồ hôi ướt đẫm, nhưng những người nông dân đều mang khuôn mặt hân hoan, nụ cười tươi vui vì năng suất cao của vụ mùa năm nay. Trong bức tranh yên bình, ấm áp của vùng núi non phong cảnh hữu tình này, không thể thiếu hình ảnh những chiếc nón lá giản dị của người dân tộc Nùng nơi đây. Chiếc nón che mưa che nắng, chiếc nón đưa làn gió mát, chiếc nón bầu bạn sớm hôm. Với người Nùng ở Quảng Uyên, Cao Bằng, chiếc nón là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, dù không còn phát triển như xưa, nhưng nghề làm nón lá của người Nùng Quảng Uyên vẫn đang tiếp tục tồn tại. Đây là xã Tự Do, huyện Quảng Uyên, là một trong số ít những nơi còn duy trì nghề làm nón lá cổ truyền. Nón lá của người dân tộc Nùng rất khác với nón lá dưới xuôi, không chỉ khác về hình dáng mà còn khác về cách làm và nguyên liệu. Để làm ra một chiếc nón hoàn chỉnh, cần phải trải qua nhiều công đoạn và mất khá nhiều thời gian. Khung nón thường được đan bằng tre và có hai lớp khung, một lớp ngoài và một lớp trong. Lớp khung ngoài được người thợ đan rất cẩn thận, không để lộ một mấu nối nào ra ngoài. Sau đó, người thợ phải trải đều lá mai, lá chuối bên trong lớp khung ngoài đó, ép chặt, rồi cố định lớp khung thứ hai lên. Một chiếc nón đẹp là chiếc nón có khung ngoài được tạo dáng tròn bè, các mắt đan đều nhau, lớp lá bên trong được dàn đầy đặn và chắc chắn. Nếu mà trung bình sử dụng được một năm thôi, sử dụng trung bình là được một năm. Nếu mà ai sử dụng tuổi được 6 tháng thôi, có người chê vẫn chê, có người lấy vẫn lấy, vẫn chê chứ. À, chú làm nón từ 15 tuổi, chú làm đến bây giờ 67 tuổi rồi. Chú làm được 50 tuổi rồi. Cái na này cũng cây tre. Mày, đây là giáo cây mày mè đấy. Cái này là cây mẻ mẻ. Lá chuối thì lấy ở đây nước. Lá chuối lấy trong vườn. Rót lá chuối thì phải 3 lớp mới được. Nếu mà không rót lá chuối thì cái lá này thì nhỏ quá thì nó bị thủng xem thấy mặt trời. Lá chuối nó to thì xem thấy mặt trời à. Vì lá mai không có sẵn như tre hay lá chuối, nên người thợ làm nón thường phải đi hái lá mai trong rừng hoặc tìm những bản làng xung quanh có trồng cây mai. Công việc này không vất vả, nhưng bắt buộc người thợ phải dành thời gian đi xa nhà một chút để tìm lá. Lá này là lá mai, mấy mười. Là lúc trước chú đi lấy phải... Phải lấy cái liềm về co xuống, mới mót xuống, mới về lấy về nhà, mới xong thì lấy lên tay phơi khô xong rồi mới gói vào trong kia tình 10 nếp một gói. Lá mai, lá chuối hái về đều được bó thành từng bó nhỏ, rồi xếp bên bếp lửa để hong khô cho đến khi lá ngả màu nâu, không còn giữ nước và có độ dai nhất định. Những chiếc nón lá sau khi được hoàn thành công đoạn cuối cùng cũng tiếp tục được hong khô bên bếp lửa. Điều này giúp cho chiếc nón không bị mối mọt, có độ bền lâu, trời nắng không bị cong vênh, trời mưa không bị thấm nước. Có hai loại sưởi thôi. Loại chuyện này loại này thôi. Ở trên cái bếp lúc nào phải để trên cái bếp để nó khô, nó không bị mục này, nó không bị mọt này. Phải thế đấy. Ừ.
Chợ Án Lại là một trong những phiên chợ đông vui, sầm uất của tỉnh Cao Bằng. Đây không chỉ là nơi mua bán hàng tuần, mà còn là điểm hẹn để gặp gỡ và trò chuyện của đồng bào dân tộc quanh vùng. Ở Án Lại, người bán không nói thách, thuận mua thì vừa bán. Và dù mua được hay không, kẻ bán, người mua đều rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Những sản vật độc đáo chỉ có ở vùng núi non, cùng với nụ cười thân thiện, hồn nhiên của bà con nơi đây, luôn thu hút du khách và những người muốn đi tìm vẻ đẹp giản dị, mộc mạc. Nhiếp ảnh gia Lê Bích đã đặt chân đến rất nhiều vùng đất khác nhau, và khi đến với vùng đất này, anh tiếp tục tìm thấy những điều thú vị và hấp dẫn mới mẻ, trong đó có chiếc nón lá của người Nùng. Cô ơi, cái nón này hay quá, cháu xem thử cái nhá. Cháu đội thử cái nhá. Được không cô? Mơ cũng che mơ được nhiều, nhiều. Dạ. Nắng cũng che nắng. Sao không có cái quai cô nhỉ? Mang tay ở nhà hàng xén có nhiều quai mà. Dạ. Cô đội thử cho xem nào, cháu chụp kiểu ảnh nhá. Cô đội thử ơi. Cô đội thử đi. Rồi. Cô nhìn cháu cười này. Yeah. Cô xấu lắm. Không xấu đâu. Cô xấu lắm. Cô người Nùng à? Người già rồi, còn chụp ảnh. Cô người Tày hay người Nùng? Nùng à, đổi lại cho chụp ảnh nào. Đấy, đấy. Con cười à, con cười tươi cho chụp ảnh nè. Cô có biết là cái nón này làm ở đâu không? Cái nón này làm ở xa thôi. Dạ. Ở cũng ở Quảng Nguyên à? À. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều muộn, khi con chim đã đi ngủ, mặt trời tắt nắng sau ngọn núi, một vài người thợ làm nón tại xã Tự Do lại rủ nhau tụ tập, cùng nhau đan nón, cùng nhau ôn lại những câu chuyện trong cuộc đời làm nón, bán nón của mình. Những người đàn ông chân chất này vô cùng tự hào vì chiếc nón mình làm ra đã đi khắp nơi, đến những phiên chợ xa xôi. Nếu mà đan được khoảng 50 xuất một cái, có người về đến nhà lấy. Cô Phương ở thị xã điện về, ông làm được chưa? Làm được thì cháu về lấy. Đi ở chợ Quảng Nguyên đi, bán, toàn là đi bán cái nón này. Tổ chức bán được nhiều. Ông đem đi Quảng Nguyên bán này, xong nhà đi Án Lại bán này, cái kêu Phương bán này, đấy. Còn xa nữa cũng đi, nhưng mà trường hợp không bán được mới đi. Có lúc vui, có lúc cũng là đi mệt quá cũng buồn. Ồ, chú còn đi nhiều hơn chú này. Chú đi Trà Lĩnh này, Hoàng Thiền này, Phục Hoàng Thanh này, đi Trùng Khánh này, An Lại này, hoàn toàn chú đi cấp tứ xứ rồi. Chú 50 tuổi làm nón rồi cũng đi ra được à? Coi nhà ở làng này có 5-6 người làm cái nón này. Toàn người trẻ thì ít thôi, người trẻ khoảng 2 người thôi. Đấy, còn già thì đa số như thế, nhà ông thì già nhất. Nó có biết làm nhưng mà bây giờ nó cũng làm đâu. Nếu mà còn duy trì là mình đi xã thế giới 2 rồi, con cháu nó già rồi nó phải kế tục sự nghiệp. Không có những ước vọng cao xa, người thợ làm nón ở Quảng Uyên chỉ có mong muốn đơn giản là con cháu sẽ kế tục nghề làm nón của mình, cũng giống như họ đã giữ nghề cha ông để lại. Những con người mộc mạc này không biết rằng
chính sự tận tâm của họ với nghề truyền thống đã và đang góp phần bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chiếc nón lá do đôi bàn tay chai sần, đen đúa của họ làm ra đang tiếp tục đi đến những phiên chợ, bầu bạn với người dân vùng núi cao, giúp che mưa nắng và hiện hữu như là một minh chứng cụ thể cho nét độc đáo của đất và người nơi đây.